Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 43, tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n. Cho các bạn hiểu rõ được cái đề bài này thì mình sẽ xét một cái ví dụ sau. Ví dụ với n bằng 124 thì cái tổng này sẽ là bằng 2 cộng 4 bằng 6, đúng không ạ? Vậy 2 4 này tức là gì? Tức là 2 ở đây và 4 ở đây, đúng không ạ? Tức là những cái chữ số chẵn của cái số 124 này, của số n này. Đấy, ta lấy những cái số này ra và sau đó cộng lại thì nó sẽ được cái kết quả mà bài toán yêu cầu, đúng không ạ? Thì đó cũng là cái thuật toán mà chúng ta cần làm. Đó là chúng ta phải tách ra những cái số chẵn và sau đó cộng chúng lại thì sẽ được ra cái kết quả. Rồi. Sau đây thì mình sẽ viết code cho các bạn xem. Thì đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái code rồi ạ. Ở cái đoạn code này thì mình đã, đầu tiên thì mình cũng phải khai báo những cái thư viện cần thiết cho nó, Ethereum, Conio và Math. Rồi sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main, và trong hàm main này thì mình khai báo một cái biến n, chính là cái số nguyên dương mà mình nhập vào đó. Và sau đó sẽ là cái biến tổng. Tổng này thì mình khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0. Rồi và sau đó sẽ chúng ta phải cần phải nhập cái số n vào, đúng không ạ? Đấy, sử dụng câu lệnh print và scanf, đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ sử dụng một câu lệnh if. Nếu như cái số n này nó bằng 0, đúng không ạ? Thì cái tổng của nó rõ ràng nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp while, đúng không ạ? Nó sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu như mà n này nó khác 0, đúng không ạ? Đấy. N này nó khác 0 thì nó sẽ kiểm tra nếu như n chia cho 2 thì là số chẵn, đúng không ạ? N phần trăm 2 này bằng 0, có nghĩa là nó tương đương với n chia cho 2, thì nó sẽ gán cái tổng này bằng tổng cộng n phần trăm 10. Cái n phần trăm 10 này là gì? Tức là nó sẽ lấy cái số ở đây, đúng không ạ? Nó sẽ trích xuất cái số cuối cùng này, n phần trăm 10, nó là tức là nó chia lấy dư. Đấy, cái 100 một bây giờ nó tương đương với 100 này chia cho 10. Đấy, thì nó sẽ bằng 10 dư 4, đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy cái số 4 này. Đấy. Thì lúc đó nó sẽ gán cái tổng bằng tổng cộng n phần trăm 10, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 4, đúng không ạ? Đấy. Và tiếp tục nó sẽ trích xuất đến cái phần tử thứ hai này. Không này. Đấy, bằng cách n nó gán n lúc này sẽ bằng n lúc trước này chia cho 10 này. Đấy. Nhưng cứ làm như vậy thì nó sẽ trích xuất dần dần đến hết cái số chữ số của n này. Như cái vòng lặp while này thì nó sẽ có cấu trúc lặp như vậy. Đấy. Sau đó sẽ print ra cái kết quả tổng chữ số chẵn là phần trăm d. Tổng đây chính là cái địa chỉ của cái giá trị phần trăm d này. Rồi. Và sau đó sử dụng một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại và return 0, đúng không ạ? Rồi, sau đây thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập là 0 nha, thử nhập sẽ 0. Thì nó đã in ra tổng các chữ số chẵn là 0. Sai, đúng không ạ? Vì 0 là một số chẵn, đúng không ạ? Thì làm sao sửa? Cái này thì đơn giản thôi ạ. Các bạn chỉ cần thao tác nhỏ thôi ạ. Ở đây. Nếu như mà n bằng 0, đúng không ạ? Thì các bạn nhấn đây. Bằng 1, đúng không ạ? Đấy. Nếu như n bằng 0, n bằng 0 là số chẵn, đúng không ạ? Thì lúc này sẽ cái tổng của nó bằng xin lỗi các bạn, mình đang nghĩ đến việc đếm cái chữ số chẵn, xin lỗi các bạn. Đây, vẫn giữ nguyên là bằng 0 ạ. Đấy. Đây, nhưng ta nhập lại bằng 0 thì tổng những câu số chẵn là 0, đúng không ạ? Vì nó không là một số chẵn thì tổng của nó là bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. 104 ạ. 104 này. Thì tổng của nó sẽ là 4, đúng không ạ? Đấy, thì tổng của nó là 4. Đấy, bài tập này thì cũng khá dễ. Các bạn chỉ cần lưu ý cái cách mình trích xuất từng cái chữ số của một số n, số nguyên dương n đấy. Thì mình sử dụng cái cấu trúc n phần trăm 10 và n chia 10 đấy, tức là chia nguyên và chia dư đấy.
các bạn cần phải vận dụng linh hoạt cái hai cái kiểu đó để có thể giải được bài tập này. À, trên đây là cái bài tập giải tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.